Công ty Dược liệu Hòa Bình kính chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình uh, quay video này mục đích là muốn giới thiệu cho các bạn cái cây dược liệu cây xương khỉ về đặc điểm của cây xương khỉ và những tác dụng mà cái cây xương khỉ mang lại đối với sức khỏe của con người. Đấy thì uh, cây xương khỉ hay còn có một số tên gọi khác là cây bìm Bịp, cây mảnh cộng đây là một trong những vị thuốc nam từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ điều trị một số bệnh. Cây xương khỉ thì có chiều cao khoảng từ 2 đến 3 mét, có thể dài hơn. Đấy, có lá thuôn dài, màu xanh thấm, hoa của xương khỉ rủ xuống ngọn, có màu hồng hoặc đỏ, bao phấn có màu vàng xanh quả của cây xương khỉ có hình chùy. Trong cây xương khỉ có chứa nhiều khoáng chất, glycosin, hợp chất glycerol và ceraprosit. Bên cạnh đó, cây xương khỉ còn chứa hàm lượng chất béo, chất đạm, các chất xơ và hàm lượng canxi cao tốt cho sức khỏe. Thì trong những năm gần đây, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh trong cây xương khỉ có thành phần kiềm chế sự phát triển của một số khối u ác tính. Vì thế, cây xương khỉ được xem như là khắc tinh của bệnh ung thư. Thực tế đã có nhiều cuộc thử nghiệm lâm sàng về tác dụng của cây xương khỉ trong hỗ trợ điều trị bệnh nan y này. Đã có một số trường hợp bệnh nhân bị ung thư sau khi sử dụng cây xương khỉ thì có những tiến triển nhất định cây xương khỉ có tác dụng trong việc khống chế các khối u ác tính phát triển và di căn. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân chỉ sử dụng cây thuốc nam để uh, hỗ trợ trị bệnh mà không có sự can thiệp của những liệu pháp khác, thì khối u vẫn sẽ có thể vượt qua rào cản của cây thuốc. đấy. Người bệnh có thể dùng cây xương khỉ trong việc hỗ trợ điều trị ung thư song song với đó, bệnh nhân ung thư cần tiếp nhận thêm các liệu pháp điều trị tây y như là xá trị, xạ trị, hóa trị và dùng thuốc ưu điểm khi kết hợp dùng cây sương khỉ hỗ trợ điều trị ung thư đó là giảm đi các tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị gây ra vì thế tác dụng chính của cây thuốc nam này là lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc dùng cây giúp người bệnh ung thư không bị suy giảm chức năng gan có chịu mệt mỏi sau khi hóa trị tuy nhiên người bị bệnh ung thư có thể hàn bị chứng huyết áp thấp thì cần lưu ý đến liều lượng của cây thuốc khi dùng vì khi sử dụng quá liều dễ bị đi tiểu nhiều chân tay lạnh làm đề kháng kém. Đấy. Bên cạnh đó khi sử dụng cả thuốc nam và phương pháp Tây y trong hỗ trợ điều trị ung thư bệnh nhân nên hỏi qua ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn nhất. Đấy. Dưới đây là những tác dụng chính của cây xương khỉ tác dụng hỗ trợ chữa sơ gan vàng da bạn có thể kết hợp cây xương khỉ với dâu ngô, lá vọng cách, trần bì, sâm đại hành, sắc lên uống trong ngày. Hỗ trợ chữa ho Trong lá, cây xương khỉ có chứa chất đề kháng chống lại virus viêm phế quản. Vì vậy, khi bị ngứa cổ, ho, đau đầu, bạn có thể lấy 8 lá xương khỉ để ăn. Mỗi ngày ăn 3 lần. Mỗi lần anh ăn cách nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ. Hỗ trợ chữa đau dạ dày bạn chỉ cần lấy 3 lá xương khỉ, rửa sạch và thêm một ít muối vào, nhai rồi nuốt với nước. Mỗi ngày ăn 2 lần trước bữa ăn, bạn sẽ hỗ trợ chữa được bệnh đau dạ dày khá là hiệu quả. Tiếp đến là tác dụng hỗ trợ cầm máu, Đấy. ho tiểu tiện ra máu, chảy máu do chấn thương, bạn có thể dùng cây xương khỉ để cầm máu. Tác dụng nữa là cây xương khỉ có thể uh, hỗ trợ điều trị bệnh uh, xương khớp này, giúp nhanh liền vết gãy này, gãy xương này. đấy Tác dụng tiếp theo cây xương khỉ ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư. đấy Những trường hợp nên dùng cây xương khỉ, cây xương khỉ là một thảo dược phù hợp cho cả người già đấy. và những người đang mắc bệnh đặc biệt là những người bị men gan cao, đau nhức, phong tê thấp, người bị ung thư. Trường hợp không nên dùng cây xương khỉ. Đấy. Những lợi ích cây xương khỉ mang lại rất tuyệt vời đối với sức khỏe chúng ta. Sử dụng đúng người đúng bệnh thì thảo dược cũng đảm bảo an toàn và hiệu quả. Vì vậy, những người bị huyết áp thấp có thể hàn nên chú ý khi sử dụng. Bệnh nhân điều trị thoái hóa, cuộc sống không nên ăn măng. Đấy. Sử dụng thuốc từ xương cây xương khỉ đòi hỏi kiên trì từ người dùng bạn không nên muội vàng mà hãy dùng từ từ để mang lại được hiệu quả đấy, thì trên đây mình đã giới thiệu cho mọi người một số đặc điểm của cây dương khỉ và những tác dụng mà cái cây dược liệu này mang lại cũng như những trường hợp nên và không nên sử dụng cây xương khỉ đấy thì nếu mọi người mà có nhu cầu cần mua cây xương khỉ sạch, an toàn, đảm bảo thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Đấy, hoặc mọi người có nhu cầu muốn đến tham quan trực tiếp tại vườn cây dược liệu xương khỉ thì có thể đến tại địa chỉ là ở thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hoặc gọi điện trực tiếp qua hotline 0976 836 586 để được nhân viên bên mình tư vấn chi tiết và miễn phí. Đấy, nếu mọi người thấy video hay thì hãy chia sẻ để cho nhiều người biết đến hơn về cái cây dược liệu quý này và mọi người đừng quên đăng ký kênh và ấn like video để khi nào mình đăng tải những video lên kênh thì mọi người có thể nhận được thông báo và có thêm nhiều kiến thức về các loại cây dược liệu quý. Còn bây giờ thì công ty dược liệu hòa bình xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.